Ok, nói anh em. Thì hôm nay là cuối tuần rồi. Cũng anh lại hơi trễ tí. Do bận tí công việc, thứ bảy vẫn phải làm việc mà. Nên giờ chắc vô game luôn. Không có lượng lượng lướt Steam nữa. Cũng dài là cũng gán chơi nhanh để kết thúc combo được kinh rồi chúng ta qua series mới. Rồi anh em đợi tí để mở game. Thì trong tuần này cũng không có game gì mới để nói nhiều đâu. Nhưng chắc tuần sau chúng ta mới có game mới á. Thì tôi cũng mới gom một số game rồi nè. Đây. Tôi cũng mới mua một số game mà đã coi trong review lần trước rồi. Để chỉnh AMD cho tắt cái FPS bớt. Thì trong tuần sau chúng ta sẽ chơi một vài game mới được rồi đó. Rồi, chúng ta bắt đầu tiếp tục con vào được kinh nhanh gọn thôi. Xong. Mấy ngày không chơi mà tôi quên gần hết rồi. Không biết mình đang làm gì luôn. Đây là nhân vật Suna à. Có cuộn giấy tầm nhìn gì nè. Mình đang ở đâu trên bản đồ đây? Phía đông còn rất là nhiều luôn. Phía nam thì vẫn còn một ít, chắc xài thử cuộn giấy tầm nhìn dưới đây à. Toàn biển thôi nên chắc phía nam cũng hết rồi. Cái này là chỉ là cái thành thôi, chúng ta cần đi một số cái hang động thôi. Cái biển đại dương cấp 8 mới cấp 6 thôi. Chắc đi qua hướng tây cái vùng băng giá đi, hoặc là đi lên phía tây này cũng có vùng phía bắc nữa. Rồi, tạm thời đi qua phía tây đi, chắc đi đường tàu rất nhanh ha. Hiện tại không biết ai đang giữ tàu này để gì đó. Cái này bán là tại chợ này rất là có giá. Đây người giữ tàu là Gargan, mà Gargan sắp hết máu rồi nên chắc đi bộ thôi. Đây có cái hàng cấp 6, tạm thời đi vòng hướng đường dưới đi. Ủa đây là người chúng ta mà. Cứ tưởng quân địch không à. Một cái chợ đêm. Chợ đêm hiện tại đang đóng. À đây có cái hang băng level 5 nè. Xuống đấy đi luôn. Có một thương gia ở đây. Coi có đồ đạc gì ngon không. Chắc cộng 2 điểm trí tuệ thôi. Có một cái xác để chúng ta loot một cái lúc vít. Rồi hết tuần thôi, hiện tại thiếu người không có đi vô đó được. Ồ anh đi đi được 3 ô vậy, tốn thêm tuần nữa đó. Xuống hai đằng đắp nặng đi, nó sáng phép khá là cao nha. Nhưng mà nó không có giáp. Nó không bị đốt luôn. Một miễn nhiễm một né. Xong nó luôn rồi. Cộng 10 điểm kháng cho toàn bạc thi. Đây, trời lạnh dư 3 đau. Không đấm không lại, đấm lại tạm thời bỏ tôi đi. Đây trong này thì chưa bán cái gì mới, có mỗi 3 cái cỏ này thôi mà máu mình nhiều lắm này. Ồ
Thanh kiếm 4 lực 27 cũng được. Cung 4 lực 24. Cung này 3 lực 15. Cung này được. Thanh niên kia là bị ao đồ hơi bị nhiều rồi đó. Chúng ta có cái búa đôi 3 lực 26 nè. Có thể sửa tôi mục tiêu ở đây, đây mục tiêu luôn. Rất là ngon nha. Kiếm 4 lực 27. Kiếm này chỉ có một chiêu sức quyết thôi, không ổn cho lắm. Tí nữa chúng ta về thành. Giờ game hiện tại không đủ tiền luôn. Thiệt chứ. Đây quay lại đưa tí tiền cho thanh niên kia vô thành mua đồ luôn. Đây. Có thể chúng ta sẽ mua cái cung này. Laga cũng không có tiền. Mình chuyển đổi Gargan 20 đi. Về thành mua đồ luôn. Trước mắt là mua cái cung rồi nè. Còn cái song kiếm này có thể đầy có thể tuôn, nhưng mà ngoài ra thì nó không có hiệu ứng gì nữa. Cái này thì có xiên giáp di hạ nó tránh 23 đam 2 với 4. Chắc sẽ mua luôn cái búa đồi này. Rồi tạm thời bán bớt đống gác. Chúng ta có quyển sách. Quyển sách này cổ với này. Hai cái này mới mua. Cái này là đưa cho Gargan. Cái cung đưa cho chim chứ. Giáp. Giáp này bán nè. Áo để tầng lách nút. Cái nón này hiện tại có thể đeo đi. Nón tầng lốt luôn. Giày cùi bắp bán. Dây chuyền ba chen bán luôn. Hiện tại chúng ta hết cái điểm focus rồi, nên đeo cái nón vô để lấy điểm, vài điểm focus đi. Đây kiếm mới cho thanh niên đây. Giờ chúng ta có vũ khí mới rồi, mặc dù đổi đồ trắng và đồ bỏ đó mà đồ tím lấy đồ trắng cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà thôi đành chịu. Là bán bớt đồ đi. Còn cái áo này cũng khá tốt nhưng mà chắc không xài đâu. Nên mua không ta? Máu đã nhiều lắm rồi chắc không cần mua đâu. Mua cái là tốn tiền ngủ nữa, hiện tại đi ngủ đi. Rồi, đem cung mới vô. Cung này đương nhiên xịn hơn. À không được, nhầm rồi. Cây cung mới nó tính theo chỉ số là được tay, nên dắt đeo lại cung cũ thôi. Nãy mua không để ý luôn. So với cái vũ khí của Gargan này. Cây cung được 4 lực 3 lực không hơi phí rồi đó. Phí thiệt, trời tiền của tôi mà lúc mua mà lại không nhìn. Thì súng này chỉ bắn được hai loại thôi,
bán thường nhưng mà bán lan 5-7 năm. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Tắm lại được nè, chơi luôn. Cười dữ ghê ta. Bây giờ con này nó phản đòn cận chiến nên chắc bắn nó trước. Không, trong 3 thôn mình giết này. Có khả năng tuôn, có khả năng đây. Mày đánh thường thôi. Quá mạnh luôn. Này thiêu đốt, con này thì nó không bị chảy máu nhưng mà đúng. Đây, chắc thiêu đốt thôi. Dính axit. Dính axit là bị hỏng một vũ khí rồi. Bị mất món đồ nào không ta? Đây đồ ngon đây. Coi là công dây chuyền đây. Công dây chuyền này thì chỉ có hồi 2 máu à, cũng không ngon cho lắm. Anh đi tiếp thôi. Cái hang này chưa đi luôn nè, chắc đi luôn á. Hên quá không có gì. Có hai cái sự kiện. Một cái là tầm nhìn. Không biết được cái gì luôn. Đoàn Potion Boss đó. Đoàn sao? Hiện tại không có cái đó. Mình chưa đi được nên chắc qua đây. Đi cái hang bằng bên trái. Thì cần miếng gỗ. Khó khăn quá vậy ta. Rồi, chuẩn bị chặn đường này. Nó đều vào 7 đánh hơi đào tí. Rồi đánh hai tuần luôn. Tốc nó rất là cao luôn nè. Né luôn nữa. Nó ào hơn mình cấp nữa. 99% luôn nè. Bị đâm 4 cái vậy. Được có 90 tiền à. Nhận được cái mũ cũng tầm tầm. Vui máu lại phải có cái gì đó mới đi được. Nhưng chúng ta trung tâm nữa mới tiếp tục đi được. Bàn 2F nhận được một vật phẩm, lại là cái cỏ tặng đây. Đấm thôi. Xin giáp đó. Nè ơi.
Trời, nó đâm cái chết luôn rồi. Mạnh dữ vậy. Đau nha. Áo này hơi ít. Giáp cũng hơi ít nữa. Tôi dùng chợ có bán cái gì? Đây, mình có thể thay vũ khí này. Giá 135. Nếu hai vũ khí này qua là mình có thể cầm được cái khiên rồi luôn. Tức là cần khoảng 235. Nhưng mà cái trên ngon hơn. Cái áo này cũng ngon hơn áo mình đang dùng nữa nè. Thực ra cái điểm talent mình không quan trọng lắm. Nó tăng được 1 điểm né tránh, 5 điểm tầm nhìn nữa. Rồi, vừa coi nó có cho item gì mới không. Cái gậy này chỉ xài được một khiêu là nó rất dễ bỏ nữa. Mình thôi, tiền. Đây, chỉ con giáp dùng Seven Work. Rồi ok. Đây tìm thấy một kho báu kế bên luôn rồi. Nhưng thôi một chút nữa lấy. Bây giờ mua cái cây xia này. Cầm một cái khiên này. Là chúng ta hết tiền luôn. Không biết đủ tiền ngủ nữa. Đủ, còn hai đồng. Rồi chuyển đồ qua. Thôi không bán đồ đâu, bán uổng lắm. Quá ngon. Này vũ khí hai tay rồi. Rồi một cái gương quỷ. Chúng ta đánh xuyên giáp nó. Rồi tăng giáp. Trời, còn chín mấy phần trăm, tám mấy chín mấy phần trăm mới đến hụt luôn. Rồi nó chậm mất cái cuộn giấy của mình nè. Lại hụt nó giờ 87% nè. 86%, hụt tiếp. 89%. Giờ mới dính nè. Còn 5 máu nữa, nó không bị hư đốt ta. Biết gì với nó luôn này. Tám mấy phần trăm mà đánh hụt toàn bộ đầu đến cuối. Cháo này rất ngon nha. Nó ngon mọi mặt luôn á. Nhưng mà thanh niên này không có bươi theo chỉ số này, nó bươi theo lực tay. Đây là cuộn giấy của nó chậm của mình không? Chắc đi lên đánh boss thôi. Lại kho báu. Bên này có một cái điểm test trí tuệ qua luôn. Tăng được 50 ép à. À, nó chỉ có một mình thôi. 26 đồng.
lại bị phản là 8 đầm nữa nha. Đánh được có 10 đầm mà nó cũng không bị lửa đốt luôn, chắc hồi máu không tiêu tay một phát, chứ để là gà gót yếu máu quá rồi. Không hồi là chết luôn. Giờ đánh vô nó phản đam mình chết, rồi cắn máu thôi. Giờ 45, 45 nó vẫn còn 5 không được. Nằm máu cách chuẩn cho nó chết rồi. Xe đi, để thanh niên này tí có về ngủ. Không, giữ đồ miễn vẫn ngon hơn. Bây giờ nó đầy điểm focus nè, nên thay lại cái nón này. Cái kho báu này mình cứ đi qua hướng tây đi, bên này phải có cái dungeon mới đúng chứ. Nãy gì đây, chợ đêm. Rồi hồi được mớ máu rồi, an tâm rồi. Đây là cái đền cũng khai focus. Đây luôn. Hiện tại cái vùng băng này còn chỗ nào mình chưa đi thôi ta. Có cái gì thế này nào. Đây. Phát hiện được cái đền băng đó. Tiền. Một cây gậy. Cái này thì có thể gây sốc. Chắc mình thay cái nón luôn á. Nó thay đôi giày luôn á. Nãy mình lụm được cái gì ta? Cái nón 444 điện này, cái nón ông nón này xịn hơn. Rồi chúng ta lại vào hang thôi. Này sắp lên cấp 7 rồi, nó trộm 100 tiền của mình nên chắc giết này trước. Tám đam lan 74%, chơi luôn. Rồi vậy dẫn hụt nữa kìa, 90%+ đó hả. Gạt đi đừng đến nó chạy. Hai mươi lăm 95% là chắc ăn nhất. Gấu này có thể bị tuôn 80% là còn hụt nữa. Tiêu đốt chết, còn mẫu máu luôn hả? Rồi, bỏ cái lời quyền thiếu năng đó đi. Bây giờ 66.
mất 3 điểm gen nhưng mà tăng được 4 điểm nách. Rồi ra được 4 điểm thủ nữa. Rồi. Phép mình 93 mà vẫn đánh sau nó. Dính độc à. Ủa, con đó nó dán được ta. Nó hút máu mình, giảm đam mình này. Bây giờ mình hồi 45 máu. Rồi hiện tại chưa cần đâu. Tôi nữa hồi. À, điểm forget luôn rồi. Chắc xài kill thôi. Đánh quay bằng trước chứ không hồi nó đông bằng. À, quên đánh con bơm này trước vậy. Hiện tại thì không có bị phá chiêu gì hết. Chí mạng luôn. Sai rồi, tôi nói sai quá. Nó bằng đam mà hài lực cũng ngon hơn nhiều. Chia một con cỏ đó mà này cũng vậy luôn. Hồi máu cho thêm cái gì đi. Có lúc thích. Nè. À. Ngồi 4 điểm focus. Đây đây. Thôi không ngon. Cũng không luôn. Quá giờ đồ gác rồi. Đi luôn. Con người tuyết này tôi sao đánh rồi không cắt được, mình vẫn đánh này trước. Nó nguyền rủa mình kém may mắn. Còn heo nướng này thiêu đốt nó có hai đàm không ngon bằng sóc. Miễn nhiễm đóng bằng hai đứa. Mau tự chết luôn. Điểm thể lực này không cần.
Nhưng mà tăng tăng 8 máu nữa ra thôi không đâu. Cũng khá là ngon á. 4 né tránh 15 tiền kháng với nước nữa mà mất 3 sachet này. Con này đang gánh tay lắm nên không bỏ qua được. Đồ ngon mà không hợp luôn. Đấm này trước. Con này thuộc dạng nguy hiểm. Nó phá chiêu mình ơi. Thằng né tránh nè. Thằng né tránh thì xài con tết thì chắc ăn. Ngoài đi. Bị đánh cái. Trời, hai cái mà nó vẫn né được. Mình cũng né hết luôn. Tiếp tục focus. Kết. Mình hai máu đánh gai nó chết rồi. Còn này một đống cái điểm kháng luôn à. Nên nó không sợ bị hiệu ứng. Con này cũng gì luôn. Chỉ có con này là nó dễ bị dính hiệu ứng thôi. Nhưng mà chỉ số né tránh nó rất cao. Đọc lời nguyền. Đó, tăng được hai kháng thôi. Bỏ vài điểm kia thôi. Nhện này có vẻ nguy hiểm nè. Mình gạt nó được không ta? Kịp không? Nhện băng và nhện độc. Tuần nó rồi. Mình có thể gạt nó luôn. Chắc ăn. 19 máu, không sao hết. Cứ đánh từ từ nó cũng chết nữa. Không cần phải vội. Sàn đi. Cộng 20% đam với băng luôn nè. Rất là ngon luôn đó. Nhưng mà không ai xài được hết. Vitality và điểm này. Ủa, con này mình nó chơi ba thằng luôn hả? Mày kháng lửa à, không sao hết đi. Thằng đam luôn rồi. Nó không bị tuôn, nó không bị đầy, không bị lửa. Phục cái cuối rồi. Rồi này chọt cái nữa chết. Hồi máu tạm cái đi. Rồi rồi, hết đun rồi. Còn hai cái đun gòn nữa. Trừ một trao. Không biết cái này là gì. Chắc chịu một chào thôi. Chào sắp tới rồi. Cái sự kiện bên đây. Rồi, trừ 32F.
rồi bị quá chặn đường luôn, rất là may mắn luôn, nhưng mà trốn được. Gargan như đang dưới tàu. Đợi đồng minh qua thôi. Tượng này sẽ fully focus vào 100 m. Chắc là ra lấy này. Lên cấp đây. Cứu được cái ông trên bè được 130 vàng. Giờ chúng ta vô cái động này thôi. Gỡ anh tàu đi. Đây vào năm hả? Nhẹ nhàng. Nay gì thì bơm nổ quá. Học rồi. Hai né một kháng. Xem như không bị gì luôn. Hàm 4, 17. Yếu quá. Bàn lửa kháng hết rồi. Anh liền bị lửa đốt mà. Thôi, máu nó nhiều mà. Gạt con già đi. Rồi bổ củi chết đó. Đây đôi giày còn 4 sát thương nghịch lý luôn. 4 chain luôn. Được cái bé vào lễ hội bóng đêm. Cây kiếm sẽ thường nhật lý cùi bắp. Độ lượng vài năm có khác. Mấy này cùi thôi. Con bơm tôi nó sao lắm. Nhưng mà một hit đã chết đánh nó luôn. Chừng 2 focus. Không sao. Một hit này thì trừ phong kết anh nè, chạy né luôn á, mày né à, tới gương mà nhanh vậy, gà bót không, gà quái không. Khá là cùi. Và đây có bán cái thẩu thuốc hồi máu, có thể cái khung thay được nè. Nhưng mà cái cung này nó xài hai tay. Cung này cũng không ngon hơn nhiều. Cây phúng lợn này cũng vậy luôn. Kiên chống thịt. Nếu nó còn 4 điểm trí tuệ hả? Rồi tạm thời đi ngủ thôi.
xíu điểm. Ngủ luôn. Nay tầm này dễ vỡ không trời. Đây đánh quái này đi xa nha. Rồi ok. Được cái hồ dịch chuyển nè. Cái đền bên đây mình chưa vô được. Thương nhân bán đồ. Chuyện này trăm mấy tiền được rồi. Cái áo cộng 5 trên 13 năm. Tại cái áo này cũng được luôn. Chắc đổi đôi giày này. Mặc dù đôi giày mình đang xài cũng khá là thiện. Cộng một điểm di chuyển nữa quan trọng. 5 phép cũng tăng tốc độ đồ liên nữa. Thêm một cái support cho anh nữa. Nhưng mà chắc vẫn đổi đi cách kêu nó chính xác hơn. Thôi không đổi đâu. Khiên này 1 2. Còn cái khiên này xịn hơn nè. Trăm mua luôn. Nãy mình mua gì ta? Mười ba ba năm. À đây, cái áo, đúng rồi. Bây giờ bán bớt đồ nè. Bán. Hai may mắn. Bán. Bán. Bốn may mắn. Thì bán áo chưa? Bán luôn. Hai may mắn. 20, 20 thì giữ lại. Tôi có đồ nào may mắn không ta? Tiếc là không. 814 cái nón. Nó lại lấy cái kháng hiệu ứng ngon hơn. Nó tiền. Đây cái cung 23 điểm tầm nhìn. Giá 160 đồng. Được. 4 né tránh 50 dầm đàm với quái bay. Còn bộ chiêu nó 35 máu, 23 máu đơn mục tiêu. À, chưa lấy cái khiên của bên kia qua nữa. Xài cái cung này mới cái khiên cũng uổng lắm. Kiểu phong lợn 21 nè. Phong lợn này đâm đơn mục tiêu. Có thể đâm chảy máu, có thể đâm hút máu. Chắc đổi phong lợn nè. Phong lợn với cái áo đều ngon hết. Áo này ngon hơn rất là nhiều luôn. Mất tí là tốc độ fit thôi.
Cái áo này 270. Rồi phông lợn 190 nữa, 400. Rồi bán sạch, nhận cái nhiệm vụ. Không, hai cái khá là sợ đó luôn. Đi xuống cái hồn hay là đi thẳng vào đây ta? Một tuần hai tuần đi đường cái hồ thì cũng hai tuần thôi. Con này đâu vậy? Con này nằm đây à? Hạng level 8 đánh được. Phí đấm vào luôn. Quên lấy tiền rồi. Giày cũng bốn may mắn hả? Cô báo 48 tiền một cái liều, một cái cỏ hồi phục khắc phục và ba cái lời nguyền cũng thể liều vọt. Bốn tuần nữa hả? Bán bước đầu đó. Mấy bộ đồ may mắn này để hồi đem vô vô kia. Để hồi còn đi chợ đêm được. Cái khiên này ngồi đưa qua wow, kia nó còn phải mình mua đồ nhé, quên mua cái áo nào. Mua cái áo với mua cái gì đó, mua áo với cái phông lợn phải không? Đủ phép luôn. Đôi giày này né tránh bằng mắt nên khó đổi lắm.
mang vô đây. Hai đâm phản, hai đâm cong, hai ghế. Mắt bàn mắt này cũng nguy hiểm lắm. Này giáp nó cao nhưng mà đánh nó chảy máu. Này đánh hút máu. Này không kháng chảy máu đâu. Liên tục luôn kìa. Trời, mới mua cái cung xong. Mới mua hai món xong nó ra cái cung này. Ba 35 chắc không đổi đâu, để về phòng hờ thôi. Tôi đang dám à? Tăng 15 giáp, mình có thể làm chón là được. Căng máu cho tay mình á, nó không bị thiêu đốt. Thằng bên này có thể. Khiêu khích nó vô cho chảy máu tụi nó đi, bị ướt. Bình thường thôi. Gạt luôn đi. Nhớ tăng kháng hả? 30 kháng. Trời, chết luôn kìa. Bố láo này à. Tự nhiên mất máu hoàng uống vừa thường quá. Đây sánh mới này ngon, khỏi phải suy nghĩ luôn. Bây giờ phải bao vào bèn cái chỗ nữa nè, mà cái giếng này nó sáng rồi. Mày hả dời? Đây giếng này sáng nè. Mấy cái này chứng đỡ 200 tiền, 6 hộ kết luôn. Cây đàn này không xài được. Lại đàn.
Đây là chợ bóng tối, lắp đồ vô cũng may mắn. Nó hai may mắn, dây chuyền 20 may mắn, cũng may mắn, tổng cộng là 85 may mắn. Chơi cái này khá ngon nè. Ngồi chơi ở giữa này. Trời ơi, hỏi vô bài ti gì hỏi đó hả? Trời ơi, tưởng gì ngon. Rồi, nó tuôn đi. Nên là mặc lại đồ á để hồi quên cái báo nữa. Trời. Trời 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 buông ba máu luôn, đánh đau nha. Có thể đóng băng à. Mà hộp vậy. Khai sơn vũ khí phán mà hộp luôn. Làm sao máu. Làm sao. Đương nhiên phải lụm kho báu rồi, đã level 2 rồi. Lừa đảo, quân lừa đảo. Rồi mình có mấy cộng ép mình gắn hết luôn nè. Lên cấp luôn. Chạy được không? Rồi đánh hai cái chết luôn rồi. Bỏ tay luôn. Trời, một máu rồi. Tại bị chặn đường chứ thiệt. Không chảy máu, không bị gì hết luôn.
tay. Vậy mà hụt bó tay thì năm máu à. Học tiếp. Ồ, bốn giáp. Cái này ngon thiệt. Còn đun ở đây nữa không ta? Này để gì? Đợi cái chạm dưới tàu đó. Nếu ở đây xong hết đời chắc đi. Đừng như có cái nhiệm vụ mình chưa nhận nè. Hồi nãy là ai dưới tàu ta? Người thanh niên là dưới tàu luôn. Rồi đi theo đi. Sử dụng để phản đàm một lần trong combat. Chơi chơi chơi. Trời, nó đập cái con ba máu. Giờ tiền mình nhiều quá rồi. Đồ này nó cũng lên giá nữa. Này mình có rồi. Wow, cái đạn giá trị vậy. Thân chào rồi đó. Thân ngay đây. Thôi tuần sau đây. Được còn 3 máu à. Mất 5 điểm trên cái áo này xịn đó.
Mình đi tới đây giống mất ba thôn. Xuống rồi thôi. Đấm nó sẽ ướp bài cặp đó, sẽ ướp vì không chảy máu. Bài màu để em đây, đây chỉ có tiền thôi. Nó đánh trước luôn mẹ, có thể đâm nó chảy máu nhưng mà ở 16 thủ rồi nên chắc đâm bên này đi. Một hit phép đánh giữa đóng bằng nó sẽ nhận thêm 25% đồng để thêm nó đánh mình, thêm mình né giờ này. Đánh cái chơi đi nó quẹt đường cái rồi. Bốn nó tránh bốn phát mất ba tầm nhìn, bốn nó tránh sáu ghế bốn phát sai luôn. Ý, 28 năm 410 tiền được, cái đồ có thể nâng lên được đồ cuối rồi. Đây bắt đầu shopping hơn em ơi, cái này đam nhật lý không chơi được. Đây cuốn sách này ngon hơn. Nhưng mà nó chỉ làm ướt thôi. Làm ướt cũng được. Băng thì hiện tại cũng không tác dụng gì. Giờ chắc không đi chợ đêm nữa đâu. Cái áo này mà 700 luôn á. Áo này hơn nè mà 600 nữa, mắc quá. Năm 8 đam 4 dạch. 21 đam 3 dạch, chắc đầu tư cái cây này luôn. Một ngàn tiền mà xài tí xíu là hết rồi.
Ủa con kia đen thui rồi. Không phải này, nhầm rồi. Cái cung này nãy mua lộn rồi bán luôn. Cái này xài được không đó? 23, 23, 26, 26. Giờ này không xài đồ trắng đâu. Bán cái này luôn mất 4 né tránh mà chắc không xài đâu. Cái này hai tay rồi. Trăm bốn chục bán luôn. Rồi bắt đầu thêm lại có tiền rồi nè. Năm điểm còn khó cắt lắm, không chơi đâu. Quốc cái áo 600 luôn. Giờ giàu có rồi. Không làm tiết kiệm giờ đồng léo nữa. Sáu mười lăm là tới 21 rồi. Cái này mới có 12 rồi. Rồi gần gấp đôi luôn. Rồi bây giờ mình đi đâu ta? Chắc đi lên phía bắc này thôi. Cổng dịch chuyển Awaford này gần có bến tàu. Tìm ở đứng bản tìm kho báu ở đây. Mười chín, mười chín mà nó cộng một đống luôn nè. 333 năm 25. Tự nhiên tốn 2 điểm vô kết nhưng mà mình có gì vô kết nên không sao. Ủa mình đi ba cái luôn là một cái ở đây
Cái rừng độc này chưa đi được nè. Cái ở đây, cái động băng này đi rồi. Cái lửa này đi rồi luôn rồi. Bây giờ chắc lên đây còn một hai cái nữa. Không, nó không có thuyền mới nữa, cũng không cần thuốc đâu. Một cuộn dây dịch chuyển. Ông gà kèn. Mình mới level 8 thôi, chắc đấm cái động level 9 luôn. Con cá này 68 đam, 12 kháng. Dồn có thể chết được. Thằng đam nữa chứ. Thằng đa mày đánh con này vẫn ngon hơn. Trời ơi, biết gì đánh cá này tham lam quá, giờ phải trả giá. Tuần sau nổ ba lần luôn. Chậm chậm luôn. Giải được cái hai độc mà vẫn còn một độc nữa. Chuyển một cỏ qua. Không, tuần sau nó gắn máu. Cái đuôi này vẫn hơi cao level với mình. Chắc dồn phù thủy vì ông này tuần sau không đánh này. Né được luôn rồi. Giờ đánh cả đi. Có khăn lửa rồi. Đánh dời luôn. Ông già này à. Ông già ông mất tôn này. Dính bê cũ. Rồi cũng chưa giải đi nữa. Thanh niên này bị điên luôn nè.
Rồi, hồi máu thôi. Nguy hiểm quá. Trăm tiền, bán sách. Giày. Không. Nón cũng không luôn. Nón không luôn. Cho đầu cùi không luôn. Trên này mình cũng đi hết hay gì à? Mình đi cái hang này luôn rồi. Nên thôi chắc đi tiếp thôi. Gặp ra Ken nè. Nếu không bị tuôn. Chục phần trăm giống ngục. Tăng gì tăng giáp hả? Sửa tàu, sửa tàu. Tăng giáp thì mình dùng kháng phép thôi. Bị tôn luôn. Này cái động level 9 hả? Tám dầm cho chắc à. Bây giờ khó tìm nhiều nhân phẩm lắm. Đánh bơm trước. Không, đánh nhẫn trước tên bơm sau. 54 máu. Bốn hai khó lắm. Rồi hụt nó luôn rồi. Nó nổ chết cả tay mà. Rồi lại đọc ba đọc luôn. Hên có kêu thanh tẩy. Còn gì đây? Trời, nó bút giáp rồi. Nó bút giáp à.
Bút chì ấp đánh như này nó không chết trong vòng 3 turn. Nên đáng chí luôn rồi. Trời, nó đi đổi vũ khí rồi. Nó lại đổi vũ khí nữa. Dính acid này. Chết đi. Ê dạ. Nằm luôn rồi. Ông già này à. Wow. Gì đấy? 28 đam mà 5 giật. Ôi cua bắp. Năm mà năm giặt ngon học luôn, 26 mà 3 giặt được. Ủa? Cái này là 67 thôi. Nhầm rồi. Đây, cũng tầm nhìn rồi. Kim gãy không xài. Rồi ok. Hai món y chang vậy nè. Giống thịt cái mình đang xài luôn. Nên thôi. Ngủ giấc rồi đi.
level 10. Đấm luôn. Bệnh gì cứ. Wow. Không phải chảy máu hai thằng. Trời ơi, 90% hụt, đánh hụt luôn. Kiểu này chứ không phải cắn máu như nước này. Thành tẩy bị ướt nè, bị ướt là nó có thể trốn nhưng mà chảy máu được. Giờ làm trốn đó. Sáu máu à. Mười máu tối đa, hai hồi máu một phạt ti heal nữa. Nhưng mà bỏ mất bớ đóng hiệu ứng giờ khó lắm. Một di chuyển bây giờ có thể bị tuôn. Bên trái trước. Ba mươi hai đam hơn là có miễn kháng đó. Một thằng phải đánh ra đi. Làm bốn máu. Đánh thằng bên phải. Đau nghe không? Chậm cho nó chặt. Bốn né tránh vô nguyên đội là mình.
Bây giờ mình đi đâu nữa trời? Cờ bạc á? Cờ bạc không chơi đâu. Trừ một cho ông, trừ một sụt đây. Giờ tìm nó ra hai hang động nữa đi rồi. Giờ nó hết bán đồ luôn rồi. Dưới này đi rồi, bên này hết map luôn rồi, trên này cũng hết luôn rồi, trái này cũng hết luôn rồi. Vậy mình đi trên bản đồ còn chỗ nào nữa đâu, còn mỗi hang băng lên bờ bảy này hả? Nghĩ gì mà nó sáng như vậy ta? Mua bộ sữa tàu, bán cái một à. Đi một chồng đường dưới luôn hả trời? Báo cơ báo 64 đồng đeo vô là 100 điểm trí tuệ luôn á, chơi luôn rồi.
95 mà hết cỡ rồi hả? Vậy thôi thay ra. Bấm tạo không gì làm được. Em xong này nhỉ hả? Chọn nè. Rồi gạt chó luôn. Bây giờ sáu ba điểm công 7 điểm phép mất 8 điểm để tránh rồi. Ngon ngon thì ngon thiệt. Tuôn ba thằng vãi đái. Trời ơi, 100% mà né được. Đúng là hổ báo cáo trồn. Bút tròn khiêu rồi mà nó còn đến hụt. Chết đi. Hai thun nữa. Bốn sát thương vật lý bốn trang không. Tám giáp không cần. Mày cái khiên không ai xài được hết. Xong con nhọn 53 đam rồi.
tôn con chó. Nó đánh thằng ngoài bìa mà thằng bên kia lại dính đâm, giết con chó luôn. Lúc không cần thì nó lại đi giết, lúc cần thì lại đánh hụt. Đau nha. Bị nhiễm điện luôn rồi. Xong. Mười kháng. Bỏ hết đống kháng luôn. Bút lên rồi đánh hụt thì sao đó. Cứ bút lên rồi đánh hụt à, bó tay thì thả không bút thôi. Kìa, hư cấu, ảo diệu. Quên giết con chó rồi nhé, để nó cắn chảy máu rồi. Chinh đồng bằng chồng mày chảy máu rồi. Tại này đi. Chín chục 95% mà đánh hụt liên tục. Rồi xong, bye bye. Còn bá diễn mà phí thời gian như thế. Bây giờ tôi cần đánh boss để kết thúc con game. Giờ anh biết làm gì vậy? À còn cái này chưa đi nè. Cả cái hàng băng rồi nữa. Đi thử coi hang băng có gì nghỉ không. Bó tay anh game, chả biết làm gì luôn. Chín mấy phần trăm mà cứ cách hụt liên tục.
Rồi, bay màu đi. Cái gì focus này kinh thiệt. Cộng 4 điểm mà ba đứa luôn. Con này đánh đầu tiên. Bye bye. Hai cú viết liên tục. Này đấy. Giờ còn bán đồ kho báu nữa. Chả nghĩa lý gì luôn. Được, hai dạch mà được. Hàm 4 đàm, có hàm 4 đàm xin giáp. Cái hiện tại là nhiêu đó, cái hiện tại là 26 đam, vừa có thun vừa có đam lan á, cũng hơn nhiều cả. Mới hiện lên gì ta? Ocean Boss. Để tôi rút rồi cái đó. Chỉ xếp vỏ một đinh ngon. Không lẽ giờ phải vô chợ đêm mua nó. Thôi, nghỉ thôi, bó tay rồi.